Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và hôm nay là một ngày vô cùng là đẹp trời. Mình nhận được một thông tin mà vô cùng là sốc luôn ấy. Đây chính là Xiaomi Mi 8. Tuy nhiên khác với phiên bản Mi 8 sách tay mà hôm trước mình đã từng trên tay, thì đây là phiên bản Global Version. Các bạn hiểu đơn giản thì đây là Mi 8 chính hãng. Mình nhận là máy nguyên siêu, nó sẽ có một cái tem của nhà phân phối DigiGo ở đây. Tuy nhiên thì mình chịu không nổi, mình bóc ra luôn rồi. Thì đây chính là cái Mi 8 màu đen của mình. Hôm trước mình đã trên tay màu trắng rồi đúng không? Thì màu đen này sẽ có đôi chút sự khác biệt. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá trong video ngày hôm nay. Thì nói sơ qua một chút, ở cái phiên bản mình đang có thì nó là phiên bản 6GB, 64GB bộ trong, và nó có phiên bản màu đen. Thì mức giá chính hãng ở tại thị trường Việt Nam bán sẽ là 12.990.000. Nhưng cái điều quan trọng là khi mua tại thời điểm này tại những đại lý lớn, ví dụ như là Seven S, thì các bạn sẽ được tặng rất nhiều quà tặng với tổng trị giá lên tới đâu đó khoảng tầm 2.500.000. Cụ thể hơn thì là pin dự phòng Xiaomi Gen 2 này, vòng tay thông minh Mi Band 3 luôn, rồi thêm một cái tai nghe Xiaomi Cycle, rồi thêm cả một cái loa. Nói chung là khi mà các bạn mua cái máy này, các bạn sẽ có một combo từ sạc dự phòng, từ tai nghe, từ loa, từ vòng đeo tay. Đã mua một cái mà được nguyên cả bộ luôn. Thì cái máy này thực chất ra bên trong nó cũng không khác gì so với máy xách tay cả. Chúng ta vẫn sẽ có adapter sạc nhanh USB Type-C, và chúng ta cũng sẽ được tặng kèm thêm một cái ốp cao su như thế này. Và đương nhiên không thể thiếu được hai món huyền thoại, đây là que chọc SIM và jack chuyển tai nghe từ Type-C ra 3.5. Nhớ giữ cái này cho cẩn thận. Khá đáng tiếc là máy chính hãng Việt Nam, tuy nhiên sách hướng dẫn sử dụng vẫn không có tiếng Việt. Thôi bỏ qua. Vậy thì liệu Xiaomi Mi 8 chính hãng nó có khác biệt gì so với Xiaomi Mi 8 sách tay hay không, thì bây giờ mình sẽ nói cụ thể hơn. Cái thứ nhất, đấy là thiết kế bên ngoài rồi mọi thứ thì đương nhiên nó sẽ không khác biệt một chút xíu gì so với phiên bản sách tay cả. Các bạn sẽ vẫn có form thiết kế kiểu như vậy. Vân tay đương nhiên vẫn phía mặt lưng, camera thì đặt dọc, nhìn giống VL. Nói chẳng hạn nữa là logo Xiaomi phía bên dưới này, form cũng được ôm cong để giúp các bạn có thể cầm nắm trong tay tốt hơn, dễ dàng hơn. Và cái màn hình mặt trước thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ có tai thỏ để mà giúp các bạn có những cái thứ gì đấy là mới mẻ hơn của năm 2018, kiểu là như vậy. Nên nói chung về cái thiết kế bên ngoài và những cái trải nghiệm của nó thì mình sẽ bỏ qua luôn. Mình sẽ chỉ tập trung vào những thứ khác biệt mà thôi. Thì phía bên trong các bạn có thể để ý thấy là nó đã có sẵn được CF Play, bởi vì máy nó là máy chính hãng thị trường Việt Nam, và đương nhiên chắc chắn là nó sẽ có đầy đủ tiếng Việt, không thiếu một cái gì cả. Bởi vì nó là ROM Global, ROM quốc tế, nó sẽ hỗ trợ đầy đủ tất cả mọi ngôn ngữ mà Google hỗ trợ, các bạn có thể yên tâm. Tức là không phải lo về việc để cài thêm CF Play hay là phải unlock bootloader cài ROM quốc tế các thứ gì nhá. Tiếp theo nữa là phông tiếng Việt cũng đã được hỗ trợ đầy đủ, và khi các bạn sử dụng những phần mềm như Facebook các thứ như này thì cũng không bao giờ phải lo đến cái việc đấy là bị hiển thị lỗi thông báo, giống như là phiên bản ROM Trung Quốc mà trước đây mình cũng đã từng trên tay nhanh. Một cái vấn đề thứ ba đấy là liệu có bị rút gọn một chút nào về vấn đề phần cứng phía bên trong hay không. Thì mình test sơ qua với cái A1 Benchmark để đo cái tốc độ bộ nhớ trong cho phiên bản 64GB, thì nó cũng khá là tương đương với phiên bản Mi 8 sách tay, là dao động khoảng tầm gần 700MB. Thì đây cũng là một cái thông số khá tốt và mình đánh giá là khá là ok rồi. Ngoài ra cái tính năng AI camera mà nó rất nổi bật trên cái phiên bản ROM Trung Quốc thì cũng có hiện hữu đầy đủ trên phiên bản ROM Global như thế này. Nói chung là các bạn hiểu đơn giản là nó không khác biệt một chút xíu gì so với phiên bản sách tay, mà các bạn lại có sẵn bộ Google CH Play này, có sẵn những cái dịch vụ của ông Google này, có sẵn tiếng Việt, có sẵn phông chữ tiếng Việt, nói chung là mọi thứ ok hết, không khác biệt một chút nào. Và nói về phần cứng, đấy là Snapdragon 845 6GB 64GB bộ trong, mà mức giá các bạn phải bỏ ra là vào khoảng tầm gần 13 triệu mà thôi, thì mình đánh giá nó thực sự rất ngon để các bạn có thể trải nghiệm và mua sắm nó. Mình thì mình thích cái sản phẩm này ở một thứ, nó sử dụng cái màn hình OLED, dẫn đến là cái màu sắc nó cũng có chút gì đấy rất là tương đồng với cả chiếc iPhone 10 cũng như là chiếc Galaxy S9 cộng của mình đang sử dụng, và mình đánh giá rất là cao cái vấn đề này. Tuy nhiên thì nó lại không rực rỡ bằng S9 cộng, nên là nhìn màn hình nó sẽ dễ chịu hơn, và các bạn cũng có thể trải nghiệm nó hàng ngày mà không gặp quá nhiều vấn đề. Chỉ có một điều lưu ý hơi nhỏ đấy, độ phân giải chỉ là Full HD cộng, thì xét về mật độ điểm ảnh nó cũng không thực sự là quá cao. Và nếu như bạn nào mà thực sự kỹ tính, tinh mắt thì có thể sẽ thấy cái màn hình này nó sẽ không thể nào mịn được giống như là màn hình của S9 cộng. Nhưng mình đánh giá như thế là quá là ngon rồi, không có gì để mà nhắc đến ở đây nữa rồi. Và để trả lời cho câu hỏi là có nên mua Mi 8 chính hãng hay không, thì câu trả lời của mình đấy là có nên mua. Tại vì với cái tầm khoảng 13 triệu như mình vừa nãy nói đến mức giá niêm yết, nhưng khi các bạn mua thì sẽ được tặng rất là nhiều quà, có thể gọi là một combo luôn, từ pin dự phòng, từ vòng đeo tay, từ tai nghe, rồi là từ loa Bluetooth. Thì tức là các bạn mua một thiết bị nhưng mà các bạn có full cả combo. Thế nên nếu tính chi li ra trừ hết quà đi thì cái sản phẩm này sẽ dao động vào tầm hơn 11 triệu nữa mà thôi. Thì máy chính hãng mà mức giá tầm hơn 11 triệu tương đương với cả máy sách tay thì nó quá đáng để lựa chọn rồi, đúng không? Với cả tầm khoảng 13 triệu chính hãng đi, các bạn có thể tìm thấy cho mình được một sản phẩm nào có trải nghiệm tốt hơn được sản phẩm này hay không? Mình nghĩ là không đâu. Thực sự mà nói là như thế, Xiaomi luôn luôn vô đối phá giá cái khoản này. Quá ngon.
Bởi vì đây là máy chính hãng nên mình có thể giữ máy khá là lâu để mà sử dụng và đánh giá nó. Thế nên các bạn có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến Xiaomi Mi 8 thì hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nha. Mình sẽ đọc comment của các bạn và cũng như mình sẽ tìm ra những vấn đề mà các bạn vẫn còn đang thắc mắc và quan tâm về sản phẩm này. Và mình sẽ làm video để chia sẻ về những vấn đề đó. Yên tâm, mình đọc hết đấy, các bạn chỉ cần comment thôi. Và xin nhắc lại một lần nữa là mức giá của sản phẩm này đang rất tốt tại 7S. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo. Còn video này mình xin được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.